Ngày 10 tháng 10, Thánh Daniel và các bạn tử đạo, năm 1227. Daniel dị bề trên dòng Francisco ở Calabria, nước Ý, hướng dẫn một nhóm các tu sĩ Francisco là những người theo gương Thánh Pera để đi rao giảng phúc âm ở Bắc Phi vào năm 1227. Sáu vị tu sĩ khác là Angelo, Dumnus, Hugolino, Leo, Nicolas và Samuel. Họ đến Ceuta, Morocco, là nơi các thương gia Kitô giáo đã cảnh giác họ về việc bách hại các thừa sai. Tuy nhiên, vì quá hăng say, các tu sĩ đã rao giảng công khai nên đã bị bắt ngay lập tức. Không sợ hãi trước những đe dọa hay mua chuộc, họ cương quyết không chối bỏ đức tin, cũng như các Kitô hữu thời tiên khởi ở Colosseum. Daniel và các bạn đã ca hát trên đường tử đạo. Sau khi bị chặt đầu, xác của các ngài được đưa về Tây Ban Nha. Tất cả được Đức Giáo Hoàng Leo X tôn phong hiển thánh tử đạo năm 1516. Lời bàn: các thánh tử đạo nhắc nhở chúng ta về giá máu mà Chúa Giêsu đã phải trả khi loan truyền tin mừng. Chúng ta không có chọn lựa nào khác về việc làm chứng cho Đức Kitô và tin mừng. Việc nhớ đến các vị tử đạo giúp chúng ta kiên trì sống phúc âm mà chúng ta đã được kêu gọi để tuân giữ. Lời trích: qua sự tử đạo, người môn đệ được biến đổi nên giống hình ảnh của thầy mình, là người đã tự chấp nhận cái chết để cứu chuộc thế gian, và họ cố đạt được hình ảnh ấy dù phải đổ máu. Tuy không nhiều người được cơ hội ấy, nhưng tất cả phải sẵn sàng để tuyên xưng Đức Kitô trước mặt người đời và theo Ngài trên con đường thập giá qua những bách hại mà giáo hội từng bị đau khổ. Hiến chương về giáo hội, số 71.